Rồi, chào mọi người. Bây giờ mình lại tiếp tục giới thiệu cho người một cái bộ dụng cụ 45 chi tiết của hãng Incall nha em. Đây là một bộ dụng cụ 45 chi tiết, đầu khẩu, cái đầu nó là đầu 1/4 nha. Đây nè, 1/4. Thì trong đây nó gồm 45 chi tiết gồm gì đây? Mình sẽ khui ra cho anh em nha. Giá cửa hàng mình đang bán cái bộ này là 520 ngàn. Đó. Nói chung mà giá quá trời rẻ luôn ha. Giá này thật sự rất là phù hợp với anh em ta xài. Đâu có mắc đâu, có 520 thôi. Đó. Mà nó có đủ đồ trong đây luôn nè anh em xem nè, thấy chưa? Thì những anh em nào chúng ta làm nhỏ 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 thì chúng ta nên đầu tư nó ha. Nó có hộp, có đựng đầy đủ ha. Cần siết tự động nha, cần siết tự động 1/2 1/4 đó, cần siết tự động 1/4 nè. Rồi cái con vít và cái đầu dặn ha. Cái đầu này có trên đầu dặn nè, hai đa đầu nè ha, chúng ta có thể nối đầu được. Nó trang bị đủ đồ chúng ta luôn nha. Đầu này có thể nối dài lên được nè, anh em muốn nối dài ha. Đó, nối như vậy. Rồi anh em sẽ nâng nối như vậy ha. Đó thì chúng ta cần một hình chữ T rồi nhé anh em ha, hình chữ T thì muốn xài gì đó mình đưa vô đây, nó sẽ tạo một cái lực đó ha, nhận này nè, đó ha, đó càng dài thì cái lực nó càng càng khỏe nha. Đó. Cái lực siết nè nó sẽ khỏe hơn là chúng ta ngắn người ta không có lực đâu ha, dài nó siết thì có lực hơn nha anh em. Tại sao thiết kế như vậy là vậy, rất là thông minh ha. Đó, chỉ có 520 ngàn bộ thôi, thực sự quá trời rẻ rồi. Thì đâu rồi, lạc đâu rồi ta, nằm đây ha. Rồi cái tiếp đây là nó có thêm một cái đầu mở trong cong nè, ta uốn cong được, ta mở trong góc kẹt ha, một cái cần lắc léo, tất cả đều là 1/4 hết nha. Nó nhỏ giống vậy nè, ta mở được trong góc cạnh ha, nó nghiêng nghiêng như nè, ta có thể mở được. Đó, trang bị nhỏ nhỏ cho đủ bộ chúng ta nha. Một cần nối nè, nối này nối ngắn, cần này nối dài ha. Hai cần nối ngắn, chúng ta cần ngắn thì chúng ta xài ngắn thôi, chúng ta cần dài thì ta nối dài ra. Và những cái con lục giác, cái 4 cây lục giác chuyên dùng, hay dù là nhỏ 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 thì chúng ta xài nó 4 cây nha. Ở đây lục giác này nó không ghi số bên đây thì mình không biết, mình nói cho anh em. Rồi. Rồi, và một cái đầu này dùng để sử dụng cho những cái con này nha. Đây là những cái con vít. Đó, thì những anh em nào đã có xài những con vít này thì mình chỉ quay cho anh em biết rồi ha, đầy đủ hết chỗ này nè, đâu thiếu gì đâu. Đó, rất là đẹp luôn, mà chỉ có 520 ngàn thôi. Thì chúng ta đầu tư này rất là tuyệt ha. Thì hôm kia mình có làm review cái bộ mà 450 hết hàng nha, 450 cũng hết rồi, đâu có nhiều bằng cái này ha, chỉ có một vài món nhỏ thôi. Còn đây là những cái đầu dặn nè, 4 ly nha, 4 ly 4 ly rưỡi, 5 ly 5 ly rưỡi ha, 6 7 8 9 10 gì đó nha, nó quá trời nè. Con lớn nhất là nó tới chỉ có 10-14 thôi, nó dành cho mở đầu nhỏ thôi, gì chỉ 14 thôi ha. Thì nó đã tính cái lực này chỉ mở được cái con cao nhất như đây thôi, còn nếu mà lớn hơn nữa thì con này sẽ mở không có nổi, sẽ gãy ha, nó gãy cái đầu rồi nè. Đó, nó là chỉ tính hết toán cho anh em hết rồi, mở tới 14 là hết rồi. Ok anh em á, 520 ngàn cho cái bộ này, giá quá trời rẻ luôn nha. Đó, thì chưa bao giờ anh em được mua những cái đầu mà giá tốt vậy nha, chỉ có 520 ngàn thôi đó, đâu còn gì rẻ hơn nữa ha. Với số tiền này, ví dụ anh em cầm mua những đồ đã lẻ ngoài thì sự nó sẽ mắc hơn rất là nhiều nha, chứ nó không có được giá tốt gì đâu. Hàng là chính hãng của hãng Incall đó, chính hãng Incall, xài rất là tốt ha. Đó, đây rất là nhỏ gọn luôn nha. Đó, thì anh em có nhu cầu thì mình qua mình lấy nha. Rồi, cảm ơn ha. Cảm ơn anh em đang có nhu cầu mua hay liên hệ tiếp số điện thoại bên dưới. Anh em mà thích cái video này, vui lòng chia sẻ hoặc bấm cái nút đăng ký và nút chuông để theo dõi những video mới nhất về những cái công cụ, các nhu cầu ha. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.